Nhưng mà hồi trước là coi như mình bị mất ngủ từ lúc qua Mỹ, là giống như Bao chắc nhiêu mình lâu nghĩ là căng thẳng thần kinh với cái cuộc sống nó thay đổi khác quá chị biết không, mình không có hiểu sao mà không có ngủ được, rồi cái thành ra cái uống thuốc ngủ mỗi ngày mỗi ngày mỗi đêm phải về phải uống thuốc ngủ, nếu mà một viên đêm nào cũng phải uống, nếu mà không uống là không có ngủ được, thì thành ra riết cái làm như là mình bị ghiền đó. Rồi ông xã ông la hoài, ông nói bà giống như ghiền thuốc rồi, nếu mà cái uống vậy hoài á mai mốt không có thuốc là chết. Mà nói chứ giờ không uống mà không đi làm được, để mình không có đủ ngủ thì mình đâu sao mình làm cái tay được chị biết không, cái mắt của mình nó không có đủ sức. Thì cái hôm bữa mà đi lên cái tiệm của anh Điểm thì Vũ nó mới nói cái thuốc này, ảnh mới nói là cái thuốc này uống ngủ được rồi trị đau nhức lưng này nọ, mình nói chứ chắc nó dở hoài chứ trời, thuốc tiên gì tôi trời uống biết bao nhiêu thuốc là không có thuốc nào. Mà liên tục là coi như 3 4 tháng đầu cuối gần này nè là bị đau lưng liên tục, coi như là ngồi không nổi phải đi châm cứu liên tục luôn, mà đi bác sĩ em uống đủ thứ thuốc hết, coi như thuốc mà coi như uống vô mà giống như làm như mình có on drug, tại nó bỏ cái thuốc mà codeine vô nhiều á để giảm đau á, mình ngồi làm mà giống như mình on drug. Thì thành ra khi mà nói cái thuốc này á thì em uống cái ngày đầu á mình uống 3 viên trước, thì nói là uống 3 viên trước rồi xong cái 3 viên sau tối, thì uống cái đêm nó vô á là coi như là giống như mình còn nhớ cái thuốc ngủ của mình, tại vì giống như mình on drug rồi mình không có thuốc chịu không nổi, cái suy nghĩ hoài nói mình phải cần thuốc mình phải cần thuốc, mà nghĩ trong lòng là bây giờ mình muốn dứt khoát cái thuốc mình không uống á thì mình phải ngưng cái đầu của mình không có nghĩ nữa, thì mình cố gắng nhưng mà cũng chập chờn ngủ không ngủ ngủ không ngủ, cái làm vậy tới sáng thức dậy tới cái ngày thứ hai á trời đất ơi nó break out, cái người của mình nó ngứa kinh khủng là ngứa luôn, mới đầu thì nó ngứa cả người, nó ngứa giống như là kim cả trăm ngàn mũi kim nó châm trong người mình vậy á, nó trụ chịu không nổi, là lúc đó là thấy là thối chí rồi, mình nghĩ là cái thuốc này nó không có bớt, cái mình nghĩ trong lòng với trời giờ nếu cái vậy là cái thuốc này nó không bớt là mình không có ra làm, ngoài da thôi không nó chỉ ngứa trong giống như là từ trong máu nó đi ra giống như kim châm kiến cắn vậy á, tới cái mình cũng không có nản, mình lấy thêm 3 viên mình uống tiếp tục nữa, tới chiều tối về á mình mới suy nghĩ mình nói chứ chắc chịu không nổi nữa phải ngưng cái thuốc này thôi, giờ phải cần cái thuốc ngủ, nhưng mà mình nghĩ trong lòng nếu bây giờ mình ngưng á là giống như là mình chịu thua nó, thì bây giờ mình phải cố gắng đó, mình nghĩ trong lòng thì thôi lấy ra lấy nước trà nóng uống, với lại mở nhạc không có mở tivi coi nữa mà uống thuốc nằm giống như mình cố gắng mình vô giấc ngủ, mà tối đêm đó là nó lên tới trên mặt tới trên đầu là chịu Ngứa không luôn trên nổi đầu luôn à hả, là coi như là cái hệ thần kinh của mình là nó khủng hoảng rồi, mà mình cố gắng mình nói chứ cố gắng phải chịu thôi. Thì qua tới ngày thứ ba mình ra làm á thì mình uống tiếp 3 viên nữa ăn xong thì bắt đầu nó lặn xuống, coi như là nó dịu xuống cái buổi sáng, tới cái buổi tối về cái mình tiếp tục uống 3 viên nữa thì bắt đầu làm như là nó không có còn ngứa nữa, mà bắt đầu mình ngủ được, cái đêm đó là ngủ coi như là nó êm nhưng mà cũng trở giấc nhưng mà cũng ngủ lại được. Tới cái ngày thứ tư mình cũng uống tiếp tới ngày thứ tư mình như nghĩ cha ngủ được cái đêm thứ ba là thân thấy khỏe rồi, là coi như là bước qua 3 đêm là mình không có thuốc ngủ rồi. Thì xong cái tới ngày thứ năm mình uống tiếp nữa thì cái khách khách của em thì coi như là hầu như đông lắm, thì họ biết mình liên tục bao nhiêu tháng trời là mình bị nhức lưng hầu như là khủng hoảng, cái mấy người khác hỏi chứ mày sao rồi bữa nay khỏe chưa cái lưng sao rồi, cái mình sực nhớ nói sao bữa giờ tao đâu có đau lưng đâu, ủa mà sao kỳ vậy, tao đang lo cái vụ tao ngủ chứ tao đâu có nghĩ là cái vụ mà đau lưng. Thì mấy người khác cứ nói mày nói vậy là sao, nói không biết nữa tao đang uống cái thuốc mà trị cho mất ngủ mà sao tự nhiên không có đau lưng nữa, nó ngạc nhiên nó nói ủa sao kỳ vậy, tao nói không biết nữa bây giờ tao đang uống thuốc này mà giờ thấy nó rất là tốt giống như nó khỏe cái người nữa, bây giờ mày nhắc tao mới nhớ là tại sao tao không có đau lưng từ như hầu như 3 ngày nay rồi. Thì mình lo cái tiếc như mình cái suy nghĩ gì cái vụ mất ngủ của mình không, mình không có hậu nhớ mà tại vì nó không đau thành ra mình không có nhớ nó, chứ nếu nó đau là mình phải nhớ nó rồi đó. Đây hầu như là cả nay em uống là tháng này rồi đó, đang uống thuốc thứ hai đó là coi như không có đau lưng nữa. Mà kiểu như là thuốc ngủ thì khỏi em cần thuốc giảm ngủ luôn giảm được ngủ không uống nữa. Wow.